tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Aboge. Tất cả những cái mỹ phẩm của bác sĩ Kimberly cái gì cũng work đối với cái da mặt của mình hết á. Gọi ngay 1-888-337-7264. 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị 80 đô. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, gần đại lý khắp nơi. Khách thường hỏi nhãn hiệu nào tốt cho làn da. Kimberly thường trả lời, đừng mua nhãn hiệu, nên chọn phương pháp chữa trị cho làn da. Mình phải biết sản phẩm từ đâu tới và người đứng sau lưng sản phẩm có sự hiểu biết về bào chế và chữa trị cho làn da của mình hay không. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Kimberly xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Ngày hôm nay, chúng ta có case study về một vị khách 50 tuổi đã đến tham khảo da với Kimberly tại văn phòng Atlanta một tuần vừa qua khi Kimberly khai trương thẩm mỹ viện tại Atlanta. Vị khách này đã dùng qua những sản phẩm ở ngoài thị trường rất là mạnh cho làn da, khiến cho làn da có những hậu quả. Trước khi chúng ta bắt đầu case study này, xin mời quý vị đón xem phần thẩm mỹ da news update. Thưa quý vị, chất mercury là một chất rất là độc cho cơ thể của chúng ta. FDA là cơ quan Mỹ đã cấm bán cũng như là cấm cái chất mercury này bỏ vào trong những thành phần của sản phẩm liên quan đến thẩm mỹ, nhất là những loại bleach. Mới đây, chất mercury này đã được khám phá trong những loại kem mà đã import, tất nhiên là nhập từ những nơi như Đài Loan, Ấn Độ cũng như là Thái Lan, Mã Lai. Và trong các loại kem thuốc tẩy này, lý do mà họ bỏ thuốc tẩy mercury là vì nó tẩy rất là nhanh, thưa quý vị. Thành ra quý vị cẩn thận khi quý vị dùng những sản phẩm mà tẩy nhanh. Nếu có chất mercury, quý vị sẽ thấy từ từ nó sẽ hại thận của mình và có thể gây ra rất là hại cho tính mạng của mình. Một ông bác sĩ tên là John Breeden ở Chicago, một người bác sĩ về dermatology, nói rằng tôi rất là ngạc nhiên, tôi rất là sốc vì tôi nghe đến cái chất mercury đã được bỏ vào trong những sản phẩm mà được bán trên thị trường ở bên Mỹ này. Tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi nghĩ rằng FDA đã cấm bán thì sẽ không ai dám bán. Thưa quý vị, nếu quý vị đang dùng những sản phẩm có tính cách tẩy nám cho làn da của mình, tẩy trắng thật nhanh và mà quý vị không biết nó xuất xứ từ đâu, Kimberly đề nghị quý vị nên thận trọng trước khi thoa trên làn da. Đây kết thúc phần thông tin về thẩm mỹ da. Xin mời quý vị cùng Kimberly trò chuyện với Justin về case study của ngày hôm nay. Hi Justin, cảm ơn em đã trở lại với chương trình. Xin mời em chào khán thính giả của chúng ta. Trước khi em chào, em xin nói hôm nay chị nhìn quá đẹp. Okay. Em phải cố gắng em concentrate để nói chuyện với chị hôm nay. Mà em muốn chào chị Dr. Kimberly và em xin chào quý vị khán giả mà đang theo dõi Dr. Kimberly Show. Cảm ơn em. Ngày hôm nay chúng ta có case study mà em biết cái case này đó là chị đã phải mang về từ Atlanta. Em nghĩ đi một đoạn đường rất là xa và rất là dài. Thì khi chị lên máy bay 6 tiếng đồng hồ chị hay 5-6 tiếng đồng hồ chị hay bị ngộp. Dạ. Mà hôm nay chị muốn chia sẻ là vì chị thấy cái case này nó giúp chị là nhắc chị hoài khi chị nhìn cái làn da của bà khách này đó. Nó nhắc chị là đây là lý do chị đi xa. Dạ, mà em nghe nói là bên đó thành như lần này mà chị đi là có khoảng chừng 600 nhân viên hay là 600 600 người khách đến để gặp chị. Mà em biết không, chị cũng không vui khi 600 người đến, lại mình phải vui phải không? Dạ. Tại vì người ta đến ta gặp mình, nhưng mà thật sự tại sao người ta đến gặp mình? Tại vì làn da người ta bị hư. Dạ. Thì yeah. Em biết chị hơi cảm động về cái chuyện này, em có nghe. Em muốn biết thêm. Dạ.
It's okay chị. Mà tai hại về cái tâm trạng này là sao chị? Chị cho bây giờ biết chị để cho bà khách này chia sẻ nhé. Yeah. Chị chạy, chị sẽ play cái testimony của bà. Vâng, cho vâng. Coi. Okay, hôm nay okay. Tôi có đến văn phòng bác sĩ Kimberly để tham khảo về da. Bởi vì trước đây tôi đã xài những cái sản phẩm nó không có được tốt. Lúc đó thì tôi cũng không có biết, cứ nghĩ người ta giới thiệu là sản phẩm của họ xài thì rất là đẹp da. Nhưng mà lúc đầu ấy thì tôi xài thì thấy cũng được. Nhưng mà một thời gian sau thì thấy tự nhiên da cứ mỗi ngày nó một coi như là nó như muốn hư da. Thì hôm nay ấy, thấy nhiều người bạn giới thiệu đến gặp bác sĩ Kimberly để tham khảo về da. Thì hôm nay tôi đến gặp thì cô cũng giúp đỡ cho tôi để chữa trị những cái làn da mà đã bị hư. Đây cũng là một cái case, mình nói là cái case study này rất là quan trọng đối với chị, là tại vì chị không muốn cho 500-600 người đến để gặp chị ở khắp nơi. Mỗi một nơi chị mở như vậy đó, em biết khi có khách nghĩa là khách phải bị hư da mới đến chị. Chứ nếu mà họ chỉ muốn mua bộ kem thì dễ quá là chị ngồi ngay tại Cali chị gửi cho họ bộ kem. Nhưng mà ít ai nghĩ đến, thứ nhất là lý do mà họ chọn những bộ kem mà đã hại làn da như vậy đó, hay là hại làn da như vậy đó, thì thứ nhất là vì họ muốn chữa nhanh. Dạ. Chị nói với em là nếu mà em chữa nhanh, mà bây giờ chị nói là bây giờ em đưa đây quả thận, phải không? Tại vì cái đó cái cost của em, tất nhiên nó sẽ tốn em cái quả thận. Thì em biết là nhiều sản phẩm trong cái news update của chị cũng có nói nhiều về những cái thành phần ở trong các loại kem. Dù biết hay không biết, nó cũng có những cái mà nó có thể làm hại đến, nói chung là cái gì nhanh nó cũng sẽ hại những cái gì khác đó trong cơ thể của mình. Ví dụ như cái chất mercury là một cái loại mà nhiều công ty dùng để tẩy nhanh cho làn da, làm cho cái làn da mau chóng trắng lại da. Thì người Á Đông mình nói chung là theo cái culture ai cũng thích trắng. Riêng chị thì chị chỉ thích màu da thôi, chứ chị không có thích trắng hơn màu da, phải không? Cái đó mình mới nhìn normal, mình mới nhìn bình thường chứ. Nhưng mà em biết cái chất mercury đó nó sẽ làm hư cái thận của mình. Tại vì khi mình đắp trên làn da đó, mình thoa lên làn da thì nó sẽ vào mạch máu. Và từ mạch máu nhỏ nó đi đến mạch máu lớn, rồi nó chạy cùng hết cơ thể của mình và nó sẽ ra đường thận. Trong người luôn hả chị? Đúng vậy. Wow. Nhưng mà đôi khi mình không biết. Em thắc mắc là tại vì chị nói là muốn kết quả nhanh. Nhưng mà cái cô này đó dùng 2 năm rồi, tại sao mình lúc mà vẫn chưa có kết quả mà tại sao mà cô vẫn dùng? Đó là cái case của mình á, thì chị không hiểu, nhưng mà chị nghĩ rằng tâm trạng của cái người mà đã bị hư da, một khi mình cứ muốn tự chữa. Em biết giống như là bây giờ chị nói em nghe một cái chuyện mà nó đơn giản bình thường thôi, mà mình không tự chữa khi mình đã biết là mình đã đi đến đường cùng, hay là mình thấy cái khả năng của mình hết được rồi. Vâng. Ví dụ như là em bị sốt phải không, thì em biết là khi em sốt thì em có thể em tự chữa, em uống Tylenol phải không? Hay là bị đau cổ đó, thì lúc em uống nước tắc hay là uống nước giá. Đúng, thì em có thể tự chữa, thì chị hiểu cái chuyện tự chữa, nhưng mà đến cái mức nào thôi. Thành ra mình nhìn trên cái hũ Tylenol đó, nó cũng đề, nó có cái disclaimer, nó nói rõ là uống một ngày hay hai ngày rồi sau đó nếu không hết, được thì phải đi coi đúng doctor. Đó, thành ra chị hay nói với khách đó hả, nếu làn da đã bị hư như vậy, có những triệu chứng như vậy, mình nên đi đến sớm chứ không phải chờ 2 năm sau. Ít nhất là mình phải ngưng xài những cái gì đó mình đang xài mà nó gây ra tai hại cho làn da, như là cái hóa chất trong cái bộ kem mà cô đã nói đó. Bất ngờ cô dùng lâu như vậy mà cô không có ngừng. Đúng vậy, thì làn da này từ từ sẽ hồi phục lại. Thì cô đã hứa với chị là nếu theo công ty và chữa trị theo đúng đường, thì cô này sẽ có làn da như là sẽ hồi phục lại, và từ từ cô sẽ lấy lại tự tin. Cái đó là cái lý do mà chị đi xa để chị chữa làn da cho khách. Đó là lý do công ty có đến 6 địa điểm thưa quý vị. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ, và chúng ta sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin mời quý vị đừng rời làn sóng. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland, và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta,
xin gọi ngay 1888 đẹp sàng, tức là 1888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly. Tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Aboge. Tất cả những cái mà mỹ phẩm của bác sĩ Kimberly cái gì cũng work đối với cái da mặt của mình hết á. Gọi ngay 1888-337-7264. 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị 80 đô. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Khách thường hỏi nhãn hiệu nào tốt cho làn da. Kimberly thường trả lời, đừng mua nhãn hiệu, nên chọn phương pháp chữa trị cho làn da. Mình phải biết sản phẩm từ đâu tới và người đứng sau lưng sản phẩm có sự hiểu biết về bào chế và chữa trị cho làn da của mình hay không. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sàng, tức là 1888-337-7264. Aboge sẽ giúp các vết khó chữa hoặc lâu năm bằng cách chữa tận gốc, chữa nhanh, chỉ mang lại thêm nám, hậu quả sẽ đến trong tương lai. Hãy order bộ trị nám Aboge, phương pháp chữa nám hữu hiệu và an toàn, chỉ 265 đồng. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một hũ kem Camin Gel để chữa nám khó và để ngăn chặn nám mùa hè này, giá trị 60 đô. Gọi ngay 1888-337-7264, bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Khi mua trái cam, chúng ta đừng để ý sự bao gói che đậy bề ngoài, mà cần biết bên trong trái nào nhiều nước hơn. Để mang lại kết quả tối đa, chúng tôi đầu tư 95% về nghiên cứu và bào chế, dùng các nguyên liệu tốt nhất cho làn da của người Việt Nam. Aboge by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn. Mọi chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng xin liên lạc với số phone 1888 đẹp sàng, tức là 1888-337-7264. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Và chúng ta hồi nãy đang nói chuyện về case study của một vị khách 50 tuổi từ Atlanta, thưa quý vị, đã đến để chữa làn da sau khi dùng một sản phẩm không được tốt. Sau 2 năm, làn da của cô ta bị mòn, bị đỏ và những cái triệu chứng như khô, ngứa rát, khó chịu khiến cho cô ta đã đến văn phòng Atlanta khi chúng tôi grand opening tháng vừa rồi. Chị nói em nghe là cái hậu quả khi mình làm những cái gì mà nhanh chóng, vì giống như cô này cũng muốn có làn da đẹp càng sớm càng tốt, thì cô đã theo một những cái sản phẩm mà hứa hẹn là 5 ngày 7 ngày sẽ có làn da mới. Vâng. Khiến cho da cổ hiện giờ cái hậu quả là da bị chảy xệ, tại vì đã mất đi cái chất mỡ mà nó bảo vệ, nó giữ mát cho làn da. Vì lý do đó mà làn da này không được mát nữa. Bây giờ nó mất đi cái lớp mỡ đó thì làn da nó sẽ rũ xuống, nó chảy xệ và nó treo hai bên mép. Vâng. Đó. Như vậy mà có cách nào mà cổ có thể trở lại bình thường không? Chị, em nhớ là cái đầu tiên là phải ngưng xài những cái gì mình đang xài, đang hại nó tiếp, đúng không? Thì cái đó theo triết lý nó make sense, đúng không? Có rất là có lý. Nhưng mà bây giờ mình ngưng xài thì cũng không đủ. Bây giờ cũng có những cái triệu chứng thì mình phải giúp cho những cái triệu chứng đó, thì chị đã bào chế ra cái bộ cấu tạo da. Em có nghe đến cái từ cấu tạo không? Cấu tạo nghĩa là khi mình cần phải build lại, mình không lấy gì ra khỏi làn da này được nữa hết. Là vì làn da này đã bị bào, nghĩa là lấy ra hết rồi. Da bây giờ là da non rồi, mình đừng có nói đến cái chuyện bào nó tiếp hay là lột hay đốt. Là không tốt cho làn da này. Nếu quý vị nào đang ở trong cái tình trạng như vậy, Kimberly chỉ muốn quý vị, thứ nhất là nếu không gọi đến Kimberly, ít nhất là mình phải ngưng dùng liền những cái gì đang hại đến làn da đó. Nó make sense, phải không em? Mà em chỉ hy vọng là quý vị ai mà đang coi đó, là nếu mà bắt đầu đã hại vài ngày, hay là có thể 1 tuần, hay có thể 1 tháng, hay 1 năm nữa, hay 2 năm giống cô này, thì vẫn chưa có muộn, thì mình nên stop, nên ngừng dùng cái gì mà đang dùng liền. Mà nếu hy vọng là liên lạc được với chị thì còn hay hơn nữa. Đúng rồi, cái bộ cấu tạo da là để nuôi cho làn da hồi phục lại. Dạ. Còn khi cái làn da nó hồi phục lại, tự động nó sẽ sáng ra, tự động nó sẽ take care những cái vấn đề về thẩm mỹ da, như cái làn da này nó đang đen,
nó vừa đỏ mà vừa đen, vừa khó chịu. Mình phải take care hết những cái thành phần về bệnh của nó, như là khó chịu đi, những cái triệu chứng của nó. Rồi từ từ mình làm cái gì đúng á, sẽ mang lại kết quả. Mình làm cái gì sai, như cô này đã tự chữa và chữa bao nhiêu năm như vậy. Rồi bây giờ mới bắt đầu đến thẩm mỹ viện Kimberly, tất nhiên là mới cho chị cơ hội để chữa. Thì chị nói ok, bây giờ cũng hơi không phải trễ, không có không lúc quá, quá lâu. Nhưng mà nên để ý đến làn da một chút, một khi mình có triệu chứng mình nên ngưng và mình nên chữa ngay. Thì... còn bây giờ nếu mà nói về chữa thì bắt đầu nói về chị, thì nếu mà chị cái tình trạng này đó, thì chị cách nào chị? Thì cái bộ cấu tạo là cái bộ APG cấu tạo là để build lại làn da, giúp cho làn da này có những cái thành phần cần thiết. Làn da này giống như là em chạy marathon, em chạy 5 mai, 10 mai, xong rồi em về đến nơi em thèm một ly nước lạnh, phải khát không? Nước quá rồi. Khát nước quá mà chị để một ly nước và em nhìn thì em thấy em thèm, phải không? Thì cái làn da của cô này cũng vậy. Cái làn da nó rất là cần những cái gì nó đang thiếu. Tất nhiên là đáng lẽ bình thường nó có, làn da thường, làn da không hư, làn da normal đó thì nó có hết. Nhưng mà làn da này nó đang thiếu, nó đang cần. Thế nên mình nên cho nó cái bộ cấu tạo. Thì khi mình thoa cái bộ cấu tạo đó lên, nó có đầy đủ hết trong đó, chống hơi nóng, chống nắng, nuôi da, dưỡng da. Nhưng mà cái thành phần ở bên trong những cái kem đó, cái bộ đó, nó đặc biệt hơn cái bộ thường. Thành ra khi người ta dùng ấy, nó giống như là em nói em hết khát nước, làn da này nó sẽ cảm ơn mình và ríu rít. Mà bằng chứng ấy, là từ từ mình dùng nó xong, mình thấy cái làn da này bắt đầu nó sáng ra, bắt đầu nó dịu lại, bắt đầu mình lấy những cái nét gọi là trên mặt của mình lại. Rồi bây giờ nó chỉ là một cái giống như là một cái balloon, một cái bọng nước thôi. Em định nói, tại vì chị nói về cái rượu nước á, thì em nhớ lại là có người nào mà bao giờ mà khát nước mà đến nỗi mà không uống nước có thể là một tuần đi, hay là 3-4 ngày đi, là họ chịu không được. Mà lúc mà họ uống nước á, là họ không uống được một ly đâu, họ uống một sip thôi. Tại vì cái bổn phận mình đã sensitive quá rồi, đã nhạy cảm quá rồi, nên em biết cái da của cô này chắc cũng rất là nhạy cảm rồi. Thì bây giờ chỉ có cái tip gì mà có thể mà làm cổ nên làm cái gì, hay cổ nên xức cái gì đó mà nó từ từ để nó chữa lại, chứ không phải là, tại em biết cái này nó không có chữa liền đâu. Chị cảm ơn em. Đây là cơ hội cho chị mà trong cái câu của em nói thì chị suy nghĩ đến, chị nghĩ đến nhiều thứ trong đầu chị mà chị cần phải cũng giống như mình phải relate với khán giả của chúng ta. Cái đầu tiên để trả lời câu hỏi của em thì chị nói là cái calming gel là cái mà chị thật sự là rất là ưu thích, là vì chính chị cũng dùng cái này để giúp cho cái làn da của mình nó calm. Đã nói cái tên của nó là calming gel, là làn da của này nó đang bừng, nó đang khó chịu, mình chỉ muốn làm dịu nó lại. Nó nóng, phải đúng không chị? Vậy. Và nó có những cái therapeutic gọi là những cái điểm tốt để nó giúp trong cái tế bào. Khi mà nói đến therapeutic là mình nói là không phải nó chỉ nằm ở ngoài mà nó nằm ở trong. Nó vào cái tế bào đó, nó có cái tế bào mà cái tế bào mà quan trọng nhất cho nói về thẩm mỹ da đó là cái tế bào melanocyte. Nó gọi là melanocyte là cái tế bào đó nó tiết ra chất nám. Đâu ai thích chất nám, nhưng mà em phải mà làm nó cái gì? Nó vào cái da của mình, đúng mà nó giống là mà xóa sẽ trong cái da mình luôn. Well, nó chỉ calm lại. Mình đừng có để cho nó active, tại vì hiện giờ cái làn da mà nó hư như vậy đó thì nó active, tất nhiên nó đang tiết được chất nám. Nó đang nghỉ ngơi vậy. Nó hình thức như là ok, cho nó dịu lại. Bây giờ nó, em nhớ là cơ thể của mình á, mình đụng đến da là thành phần của cơ thể. Nhiều người không nghĩ đến. Họ chỉ nghĩ là tôi làm, chị Kimberly không cứ nghĩ là giống như người ta ví nó như là một cái mặt bàn hay là một cái quả banh vậy đó. Mà người ta cứ nghĩ đến bên ngoài thôi, mình nên nhiều cái mình không thấy ở bên trong, nhưng mà nó nhiều tế bào bên trong. Mà bên trong có nhiều lúc mà mình càng relax là cũng là một cái trị cho cái da của mình. Quan trọng nhất là khi làn da bị hư như vậy thì không có cái gì trên làn da này đang relax hết, nó đang kêu gọi hết quân này đến quân kia. Dùng cái calming gel thì calming gel một để cái hình thức như relax, em dùng đúng chữ đó, relax gọi là calm lại, giống như là để cho tế bào mình nó nghỉ ngơi, nó thả lỏng vậy. Thì chị nói là dĩ nhiên là trong lúc đó là mình chữa tận gốc, mình chữa tận gốc là thứ nhất là mình dùng cái bộ cấu tạo da, thứ nhì là mình đến văn phòng thẩm mỹ viện Kimberly có 6 địa điểm, bây giờ là 6 địa điểm rồi để chữa trị, tại vì làn da này cần nhiều hơn bộ kem. Nhưng mà trước hết là dùng cái bộ kem cấu tạo là cái đầu tiên mình phải dùng, tại vì cái bộ kem này nó có thể take care cho 7/10 người. 7/10 người là nhiều lắm. Dùng cái bộ cấu tạo đặc biệt một chút xíu để nuôi dưỡng và cho làn da mau hồi phục lại. Thì chúng ta sẽ có một làn da trẻ đẹp
và sáng và mịn màng sau này. Đừng có, như chị nói hồi nãy em đặt câu hỏi đó thì chị thấy cũng hay, là chúng ta không có nên rush, chúng ta phải có thời gian nghỉ ngơi cho làn da của mình nó nghỉ ngơi, nó hồi phục lại. Rất tiếc chúng ta là hết giờ. Chị Kimberly cảm ơn Justin đã đến đây. Và em cũng muốn cảm ơn chị Dr. Kimberly hôm nay đã inform em rất là nhiều, mà càng em càng thấy mà em càng rất là vui và một lần nữa hân hạnh và mừng và cảm thấy hạnh phúc để represent cái product Apogee by Dr. Kimberly. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, và I hope to see you guys next time. Thank you. Cảm ơn em rất nhiều, và cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình Dr. Kimberly Show, và xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới. Tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Apogee. Tất cả những cái mà mỹ phẩm của bác sĩ Kimberly cái gì cũng work đối với cái da mặt của mình hết á. Gọi ngay 1-888-337-7264. 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị 80 đô. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Tại sao quý vị đã tốn nhiều mà lại thấy làn da càng ngày càng già hơn? Hãy bắt đầu dùng phương pháp dưỡng da an toàn Apogee để biết tại sao Apogee được nhiều người ưa chuộng. Quý vị chẳng những thấy mà còn feel được sự khác biệt ngay khi bắt đầu sử dụng. 1-888-337-7264. 50 người đầu tiên gọi vào sẽ được tặng một hũ kem chữa nhăn cho da mặt và da cổ, giá trị 80 đô. Bảo đảm quý vị sẽ hài lòng, cần đại lý khắp nơi. Nếu quý vị cần tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly tại 6 địa điểm của Thẩm mỹ viện Kimberly: Westminster, San Jose, Houston, Arlington, Garland và địa điểm mới nhất là ở thành phố Atlanta, xin gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264 để được tham khảo da miễn phí với bác sĩ Kimberly.